bạn thân mến, có khi nào bạn cảm thấy trống rỗng không? Đôi khi tôi cũng gặp những cái tình huống như vậy. Thế là tôi đọc, đọc và gặp một bài rất hay xin được chuyển đến cho các bạn, đó là một cái tản văn mà nhà văn Vũ Thư Hiên có kỷ niệm với nhà thơ Hữu Loan. Tôi coi mình là người may mắn trong đời tôi đã được gặp tuy không nhiều những người mà tôi ngưỡng mộ, người nào cũng để lại trong tôi kỷ niệm. Gặp Hữu Loan là một may mắn bất ngờ. Bài thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan gắn chết trong trí nhớ của tôi và của rất nhiều người cùng thế hệ chắc chắn thế. Nàng có ba người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói khi tóc nàng xanh xanh tôi người vệ quốc quân xa gia đình yêu nàng như tình yêu em gái ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bếp bùn đất thành quân nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi từ chiến khu xa nhớ về ái ngại lấy chồng thời chiến binh mấy người đi trở lại nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới Thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh, ngắn chưa đầy búi. Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói, không được trông nhau một lần. Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím, áo nàng màu tím hoa sim. Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ, nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Một chiều rừng mưa, ba người anh trên chiến trường Đông Bắc được tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chị Chiều hành quân qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang miền biệt có ai ví như từ chiều ca dao ngày xưa áo anh sức chỉ đường tà vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau chiều hoang tím có chiều hoang biết chiều hoang tím tím thêm màu da diết nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa áo anh sứt chỉ đường tà vợ anh mất sớm mẹ già chưa khâu màu tím hoa sim tím tình trang lệ dớm tím tình ơi lệ ứa răng vàng ma và sừng giúp điệu quân hành vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím tôi ví vọng về đâu tôi với vọng về đâu áo anh nát chỉ dù lâu không cần một cuốn sách không cần nhiều bài chỉ vài câu cũng đủ nhà thơ được gọi là nhà thơ là như thế bài thơ trên được một đồng đội nắn nót chép tay cho tôi nó đã đi cùng tôi suốt những dặm dài kháng chiến ở Sài Gòn, thập niên 90, tôi có một căn phòng trên lầu 6 trung cư Nguyễn Thái Bình. Đang mổ cò một chuyện ngắn bằng cái máy chữ vừa mua được ở chợ rời Huỳnh Thúc Kháng, thì có người đầy cửa thỏ đầu vào. Vũ Thư Hiên phải không? Vâng, là tôi. Người đến là một ông lão gầy tóc bạc phơ phơ, hữu loan đây. Tôi trợn mắt tôi không chờ đợi cuộc gặp gỡ này không may mắn thì còn là gì tôi ôm choàng khách nhà có gì uống không hữu loan đảo mắt nhìn căn phòng rượu có tôi nói cuốc lùi anh tự tìm ghế rút cái quạt giấy quạt phành phạch không anh lắc giờ này uống rượu có mà chết có nước chanh trong tủ lạnh không nước lã đang khát khô cổ họng đây uống rồi anh trách cậu ở cao thế có một chỗ chú chân là may mắn rồi tôi không mong hơn anh tu một hơi nửa chai nước đã khát rồi anh bảo chi túc giã túc bây giờ thì trà hữu loan can sát bộ đồ trà ngó vào lòng ấm xem từng cái chén bộ thế đức gan gà này được trong ấm đã có trà đóng cao kiếm được là giỏi tôi ngượng còn lâu tôi mới có được nghệ thuật thưởng trà của các bô lão. Tôi mua ở chợ trời, tôi nói của một người đàn bà. Quý đấy, chắc của người cha đã khuất núi. Chắc vậy, bán rẻ như cho. Hữu Loan thở dài nhẹ nhẹ, người đi, của ở lại, rồi quý Phật lại tầm quý nhân. Tôi đỏ mặt, tôi có bao giờ được là quý nhân. Khá có dư vị Hữu Loan nhấp một ngụ gật gù Thái Nguyên Tân Cương đấy Là sao cha Tàu Không phải Ở Thái Nguyên có một nơi tên như thế Tôi đã từng ở đấy Thời bộ đội Anh ngắm tôi Có vẻ anh muốn tìm ở tôi Dấu vết một thời chinh chiến Xong tuần trà Anh than Cậu ở cao quá Leo mỏi cả chân tôi có rượu thuốc anh bóp nhá khói tớ không phải là công tử tôi không biết nhiều về hữu loan anh là nhà thơ nổi tiếng chấm hết nghe kể thì dường như anh có vướng tí vào vụ nhân văn giai phẩm thời ấy nhiều người vướng vào chuyện đó lắm cũng nghe kể thì đang yên lành hữu loan bỗng đùng đùng bỏ việc về quê mà có phải cán bộ thường đâu cấp cao lương lớn văn cao bảo đạn lạc thôi hữu loan đâu có dính dáng bao nhiêu với nhân văn giai phẩm người khác kể ông ấy bỏ là bỏ về nga sơn làm nghề thổ đá một dị nhân tôi tế nhị không hỏi anh chuyện ấy tự anh nói chán thì về thôi anh chán cái gì chán cái nhân tình thế thái, còn chán cái gì nữa? Tôi cũng chán lắm cái nhân tình thế thái bây giờ, nhưng tôi không bỏ việc, tôi không biết làm gì ngoài việc đang có trong một tờ báo, ở đó tôi có lương, lương cán sự ba 63 đồng một tháng. Tôi đã có gia đình, vợ và hai đứa con. Tránh trời không khỏi nắng tôi không bỏ việc người ta lôi tôi khỏi công việc để nhét vào tù những chín năm cơ đấy sự đi tù dài của tôi chắc hẳn đã dẫn hữu loan đến với tôi một thời tớ cũng đã nghĩ đến chuyện người ta sẽ bỏ tù mình anh nhìn tôi tâm sự nhưng không người ta không làm thế tớ bỏ việc người ta mặc không truy nguyên nhân tôi nhìn anh vóc dáng ấy mà đi thổ đá anh hiểu cái nhìn của tôi người ta làm được thì mình làm được vào đây anh ở nhà nào khối chỗ người quen có người không quen cũng có anh ở đây đi cũng được mấy ngày anh ở lại chúng tôi có nhiều dịp tâm sự thời ấy những bạn tôi đều nghèo nhưng về tâm sự thì ai cũng là đại gia tôi kéo anh lang thang sài gòn anh thích ngắm phố phường như một du khách trong những lời tâm sự của anh tôi nhớ nhất một câu có lẽ tôi sai ông ạ à. khổng tử nói đời đục ta trong làm sao được ông ấy nói đúng nhưng tôi không có chỗ trong cái đúng ấy tôi tất nhiên có thể tự chọn chỗ cho mình có điều nó lại ảnh hưởng tới con tới cháu nga sơn quê tôi là trốn khỉ ho cò gáy không có một trường học cho ra trường tôi thở dài cùng anh anh còn làm thơ chứ không tại sao thơ là khách nó đến rồi đi cái tâm mình không muốn giữ thì nó ở làm gì tôi tiếc hồn thơ hữu loan cuộc đời quá tệ với anh Tôi gặp Hữu Loan có thế thôi, thời gian ngắn, nỗi nhớ dài, kỷ niệm với Hữu Loan. Còn một tấm hình do anh bạn Nguyễn Quốc Văn chụp, cảm ơn Nguyễn Quốc Văn rất nhiều. Thưa các bạn, status của bác Vũ Thư Hiên chỉ như thế thôi. Nó là tiếng vọng, nó là nỗi nhớ của một người yêu thơ Hữu Loan, thế thôi.